Hướng dẫn tự bốc lại bát hương cho ban thờ gia tiên thờ hai bát hương đúng, đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc thờ cúng từ trước đến nay vẫn là vấn đề hết sức nan giải và gây nhiều tranh cãi trong giới phong thủy, trong đó có chủ đề nên thờ hai bát hương hay ba bát hương là đúng. Qua sự nghiên cứu ở nhiều địa phong tục của các địa phương cũng như được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong phong thủy hàng đầu tại Việt Nam, thì việc thờ hai bát hương là hoàn toàn hợp lý. Vậy hai bát hương đó là gì và cách sắp xếp bốc lại bát hương như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất ngày hôm nay. Đầu tiên, khi bốc lại bát hương, dù ban thờ nào thì cũng phải chuẩn bị đồ lễ cho đúng và trang trọng nhất. Trong phong thủy từ xưa đến nay, việc thờ cúng hai bát hương bao gồm bát hương thần linh, thổ công và bát hương gia tiên. Bát thổ công đặt ở đằng sau, bát gia tiên để ở trước nhưng thấp hơn. Vậy nên đồ lễ khi bốc lại bát hương cho ban thờ hai bát hương cần có những lễ vật: gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu, hai cốc nến hoặc cây nến. Đồ mã cũng có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà, tiền chủ, hậu chủ, hai vàng hoa đỏ đại, hai vàng ngũ phương, ba tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh, gia tiên, thờ hai bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo đất vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thành tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình,
đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm theo tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một màu trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được kênh Phong Thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh, là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, bê khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được Phong Thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình. Đầu tiên tạo bốc bát hương thần linh trước. Ở bát hương này, tờ di hiệu sẽ ghi như sau. Phụng thờ thần linh, thổ địa, chư vị tôn thần. Hoặc ghi phụng thờ định phúc, táo quân, chư vị chân linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng, thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú. Trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và kênh Phong Thủy Gia Cát đã có gửi kèm trong bộ hướng dẫn. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà Phong Thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu, ghi tên bát hương, thờ ai, như hướng dẫn của Phong Thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu. Gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sau cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp theo lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên, xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo lắng cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và dùng trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương sau khi lau chùi sạch sẽ. Đặt bát hương lên bàn, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy ra cát, người kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí, tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi bốc xong bát hương thần linh, ta tiến hành bốc bát hương gia tiên. Trong bát hương gia tiên, tờ di hiệu ghi như sau: phụng thờ hội đồng gia tiên họ. Sau khi ghi xong tờ di hiệu, ta tiến hành bốc lại bát hương gia tiên tương tự như bát hương thần linh. Sau khi bốc xong hai bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ. Đầu tiên ta dâng bát hương thần linh thủ công lên trước, bát hương thủ công ở đằng sau, cao một chút sao cho mặt nguyệt cao hơn bát hương trước. Sau khi điều chỉnh bát hương ngay ngắn, ta cắm 5 que hương theo thứ tự trên màn hình. Để tránh nhầm lẫn, quý vị hãy nên chụp lại và làm đúng theo hướng dẫn. Tiếp theo, ta dâng bát hương gia tiên lên, đặt bát hương gia tiên trước bát hương thủ công theo trục đường thẳng từ trước ra sau. Bát hương gia tiên phải thấp hơn bát hương thần linh. Nếu bị cao hơn, quý vị hãy sử dụng chân bát hương để cho bát hương sau cao hơn bát hương trước. Ít nhất, miệng bát hương trước phải thấp hơn mặt nguyệt âm dương của bát hương sau. Sắp xếp gọn gàng và ngay ngắn, xong ta cũng thắp 5 nén hương cho bát hương gia tiên. Thứ tự thắp nhang tương tự như bát hương thần linh, hoặc quý vị có thể theo dõi thứ tự cắm hương trên màn hình. Sau khi dâng hương xong cho hai bát hương, ta tiến hành bốc bài khấn bát hương. Bài văn khấn này được phong thủy Gia Cát gửi kèm cùng với ngày giờ bốc bát hương do thầy Gia Cát trực tiếp xem cho quý vị. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc lại bát hương cho bàn thờ gia tiên, thờ hai bát hương. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ hoàn toàn tự bốc lại bát hương chính xác và đầy đủ nhất, giúp cho việc thờ cúng được đầy đủ, mang đến sự trang nghiêm cho bàn thờ, sự an tâm cho gia chủ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!